đăng mẹ nha, cho anh chơi tí nha. Ta đã bảo là từ nay tao cấm ở mà mày còn xin lần nữa là mày chết. Còn cắt đi. Dạ, đang định chơi. Người ta đây. Hào anh cũng tra cho mày. Tra cái về. Top 1 có nghĩa là sao? Em chỉ cha thôi mà. Ừ, cha. Cho thì lúc anh Toàn thì để cho. Con đang cha thôi nha. Trò gì anh Toàn anh trò cũng giống như bạn đấy nhưng mà lúc ở nhà anh ấy chơi đấy nhở. Ừ. Nhưng mà BTS à? Ồ, Liên Minh nè. Free Fire nè. Tôi ngộ không à? Ngộ không ấy. Nhưng Free Fire có thể chơi được trên cả máy tính rồi. Ấy lại đi. Chắc khó lâu rồi ta. Làm gì? 2 phút.
Ghi hình thì đã bật rồi. Năm mươi phút trước cô hay nhắn đây nhỉ, ngồi ghi hình đúng 5 phút rồi. Trời ơi anh em ơi, anh em nói gì đi, đầu xanh đầu đuối đầu đỏ đầu đen đầu Hàn ăn được không á? Mình bật sáng đấy. Easy man. Adieu man. Xem hài đang xem tôi. Đang xem cô dùng tuyệt chiêu võ lâm trường kỳ. Oh what the hell. Trời mẹ ơi, mẹ ơi, ngồi cùng con, ngồi cùng con. Xong chưa? Rồi. Mới 28 thôi. Vào lớp đi. Chưa, còn lâu. 40, 35 giây nữa. Một đại khoa. Chuẩn bị xong hết rồi. Xong chưa? Chưa. Chưa bấm. Ngồi cùng anh cũng được mà. Bảo luôn. Hello. Hello teacher. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine. Why do you have to think like a bit? Why do you have to think when you answer? Okay, that's fine. I'm fine. You ready for today? Okay, have you done the homework? Yes. So, we're gonna take it now. Can I open the homework? Yes. Okay. You ready? Yes. Okay, so, we have a lot of sentences here. So, the mission is to make all the sentences become a dialogue. Let me get that hold on, right? Yeah, okay. So, let's get started. So, you're gonna start first. Nào, bắt đầu nhé. Đọc đáp án là cô. Đọc là câu đi. Đáp án là thì là câu. Nghe đọc thành với đoạn văn của mình ạ. Vâng. Dạ. One G, excuse me, how much is that sweater? 2F, the sweater is $21. 3A, oh, that's too expensive. I have only $20. How much are those dark blue jeans? 4D, they are 18 and 50 cents. $18 and 50 cents.
5e. Well, they are cheap. But they are too baggy. I like wearing tight jeans. How much is that scarf? Sorry. Wearing. 6 head. 6 head is $8. 7c. Great. May I buy it, please? 8b. Yes, of course. $8, please. Okay, so two small mistakes. The first one is you're missing the word dollars, but $18.50. So we should say 18 and 50 cents. Mình thiếu từ dollars nhá. Yeah. And one more thing, cái từ này hôm trước mình từ wearing mình vẫn đọc thành worrying. Wearing. Wearing. Ở đây là e. Đưa bạn nốt sang bên cạnh cho mình. Wearing. Yep. Bây giờ với mỗi từ sai ấy, thì mình ghi bên cạnh cho mình. Là cái kia nó có một cái tip mà nó hơi là tiếng Việt một chút nhưng mà nó rất là hiệu quả. Đó là bạn có thể giữ như là từ wearing, bạn biết từ wear. Bạn phải biết theo tiếng Việt. Wearing. Wearing theo bạn. Chứ từ tiếng Việt ấy, wear. Nghe nó hơi một rồi tí nhưng mà cái từ này cũng rất là khiến bạn nhớ rất là bạn nhìn cái từ bạn sẽ biết là wearing. Mình sẽ học như thế dễ hơn là học ra phiên âm. Nhớ nhá, từ này từ hôm nay sẽ không sai nữa nhá. Okay, so we get back to our lesson today. So today we learn about food and fruits. So it's all about listening skills. Hôm nay mình sẽ chủ yếu tập trung vào học về các loại là đồ ăn này, hoa quả này, và hôm nay mình sẽ tập trung chủ yếu vào listening skills, kỹ năng nghe. Và đầu tiên, bạn đọc cho mình cái đoạn này, đọc cố gắng này, bây giờ thử đọc này, sau đó tự đoán những cái từ này đọc như nào, sau đó mình sẽ nghe lại băng để xem là họ đọc như nào, mình sai ở đâu mình sẽ sửa từ đấy, nhớ. In Vietnam, we buy our food at the floating market. It opens at 4 o'clock in the morning. There are a lot of boats and you can climb from one boat to buy things. You can buy fish, rice, colored bladders and slackers to someone. The slackers can dance. I laugh watching them. Okay, so mình sửa một số những lỗi nhé. Ở trong này nhá, đầu tiên này, từ mình sai là từ floating, đọc là floating market. Floating. Ừ. Từ floating bạn biết nghĩa là gì không? Không. Okay. Floating này là nổi. Nhớ, cái floating market là chợ nổi. Chợ nổi. Float. Đặt phiên âm của nó đấy. Float. Thì là floating market là chợ nổi. Là cái float là cái phao ấy. Nổi đấy là nhớ là cái phao ấy. Cái việc ấy. Floating market. Rồi từ tiếp theo này mình đọc thiếu này. Clock. Clock. Ông chào của nhé. Ừ. Rồi another. Another. Biết another này nghĩa là gì không? Another này nghĩa là cái khác. Giống như là một cái khác. Another là một cái khác. Another. Bạn nhìn phiên âm này bạn có hiểu không? Có ạ. Thử đánh.
Another là khác, một cái khác. Rồi tiếp, coconut. Sao không phải coconut? Coconut. 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 Nut. Coconut. Coconut này là gì nhỉ? Biết cái nào? Là quả dừa. Rồi, coconut là quả dừa nhá. Coconut. Ok. Rồi từ này nhá. Từ này không phải snacker nhá. Khác thì snacker. Snacker là có chữ A ở cuối. Đây là snack. Snacker. Snack. Nó ca nhá, không phải là cờ nhá. Như mình phân biệt này. Snacker. Và hay là snack. Rồi âm gió bật ra ấy, là âm cuối là âm ca. Nhưng mà có S đây là snack. 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 Snake. Đó. Rồi, có thêm S này. Snack. Snake. Snake này là đây là con rắn nhá. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nghe thử. Nhá, bây giờ mình bật video đi. À, audio lên thì sẽ không nhìn thấy những cái từ ở đây, nên là cố gắng nghe xem họ phát âm như nào nhá. Mình sẽ không được nhìn thấy cái slide này, nên là cố gắng nghe xem họ phát âm như nào. Wider World 3 Shopping for Food. Track B15. Page 7. Activity 1. Listen and read. Then underline the foods. So, yeah. Mình vừa ấy, hỏi listen and read and underline the food. Vì mình không nhìn cái bài nên là mình đầu tiên mình sẽ nghe trước để sau đó họ nói như nào. In Vietnam, we buy food at the flea market. It opens at 4 o'clock in the morning. There are live boats and you can climb from one boat to another to buy things. You can buy fish, rice, coconut, bananas, and snakes too. Some of the snakes can dance. I love watching them. Some people buy snakes for dinner, but I don't eat snakes. They're too expensive. Bao 12. Vietnam. Okay, đấy là phần đầu tiên. Có catch được mấy cái từ mà mình đọc sai nãy nhở? Nghe từ floating market không? Nghe từ another. Có. Coconut. Không snack. Good. Rồi ở đây mình có những cái từ nào là food nhỉ? Họ nói là then underline the food. Thì ở đây bạn xem trong bài này những cái từ nào từ food nhỉ? Fish, rice, coconut. Bananas. Bananas. Snakes. Nếu mà không có S là snake, chứ không phải là snake. Snake. Nhưng mà phiên âm người ta là âm cuối của cái từ con rắn này là Z thì mình tưởng đọc là snakes. Không phải là đây nhá. Âm cuối đây mình là S đúng không? Mình sẽ là snake. Còn âm cuối đây là K. Không phải âm y nhá. Snack. Rõ ràng là K ở cuối. Âm y này sẽ là cân này. Chúng S vào thôi. Còn không thì sẽ là snack. Không phải snack. Snake. Nhưng mà snack rồi. Nếu mà bạn đọc snack rồi, nó sẽ thẳng sang cái từ hôm trước là đôi giày ấy. Phần này đọc cho mình nào. Phần phạt. Tên thủ đô thì đọc là gì? Từ này mình cũng thực sự là cũng không chắc lắm, nhưng mà mình đọc là Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos
Aris. Banners, Aris. Bellows, Aris. Yeah. In Bellows, Aris, Argentina. There are some amazing bakeries. You can buy a lot of different types of pastries. There's a lot of từ này là từ tiếng Tây Ban Nha. Thế nó sẽ đọc là dulce de leche. Thực sự là nó rất là khó đọc, mình không biết tiếng Tây Ban Nha. Đấy, mình sẽ viết cho các bạn từ năm đọc như là dulce de leche. Dulce de leche. Dulce de leche. Họ sẽ đọc là dulce de leche. Dulce de leche. Dulce de leche. Để biết rõ nhất thì nữa mình sẽ nghe lại băng xem họ nói tiếng Tây Ban Nha như nào nhá. Ok, đấy, next. Or milk. Caramel. Caramel in the Pastries. I often go to a bakery after school with my friends. Pastries are my favorite food. Yeah. Okay. So, can you underline the food here? Any new word? Đầu tiên nhá, pastry nghĩa là gì nhỉ? Bánh ngọt. Một loại bánh gọi là pastry. Okay. Rồi, you, so, can you underline some food in this part? No, underline for me. Còn gì nữa nhỉ? Food ở đây còn gì nữa nhỉ? Milk, caramel. Milk. Hết. Ok. Rồi, bây giờ mình nghe băng nhá. Để xem là mọi người đặt những cái tiếng này như là tập trung nghe nhá. Wonder World. Wonder World. 3. Shopping for food. Shopping for food. 2. In Buenos Aires, Argentina, there are some amazing bakeries. Panos Aires. You can buy a lot of different types of pastries. In Buenos Aires, Argentina, there are some amazing bakeries. You can buy a lot of different types of pastries there. There's a lot of dulce de leche or milk caramel in the pastry. I also go to a bakery after school with my friends. Pastries are my favorite food. Sylvie. Okay. Có nghe được không? Có. Dulce de leche. Đọc là như vậy. Dulce de leche. Venus Iris. Next part. Vậy bạn đọc mình tiếp ạ. I live in the United Kingdom. Some families like mine don't buy fruit at the supermarket. We grow it in our garden. It's too cold for beach and blathers, but we have a big plum tree and two apple trees in the garden.
In spring, summer, in spring and summer, we grow vegetables too. There are some plants in the garden and we eat their eggs. There's only one problem. They love eating vegetable seeds. Lily Twelver, Jewelled Kingdom. Okay, so mistake here. The first, Rebla, United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. 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 United Kingdom. Em United Kingdom. Yeah, so mình học tiếng Anh là mình phải đọc đúng cái từ này nhá. Đây là Vương quốc Anh, là mình phải đọc đúng cái từ này. Không mình đã mình học tiếng Anh nó sai tên của nước Anh không được đúng không? United Kingdom. Yeah. United Kingdom. Yeah, Kingdom không phải Kingdom nhá. Kingdom. Kingdom. Rồi, từ này là fruit. Fruit. Yeah. Cái từ này nhá. Peach. 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 Một cái âm này là âm tác của peach. Nhưng mà ở đây nó có số nhiều. Là peaches. Peaches. Thì có số nhiều đây. Nó nêu. Rồi. Yeah. Problem. 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 Yeah. Rồi, bây giờ bạn underline, can you underline the fruits in this paragraph? Bananas. Bananas. Anything else? Plum tree. Yeah. Plum. Plum. Okay. Do you know what does this mean? Plum. What does this mean? Plum đây là quả mận nhá, tức là plum tree là cây mận. Quả mận. Rồi peach, peach là gì nhỉ? Là quả đào. Rồi quả đào đúng không? Quả đào cũng là fruit mà đúng không? Mình lại ăn rồi thì. Peaches. Peaches. Hờ nhá. Đánh nhau mới từ tiếp biết nhá. Hờ. Peaches. Yeah. And vegetable. Eggs. Eggs. Exactly. And seeds. 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 Hạt giống. Hạt giống. Seeds. Seeds. Rồi, any new word? Any other new word? Còn gì mới nào không nhỉ? Cô ơi, cái từ Jewelled Kingdom có một chữ y thôi mà. Chính xác, nó là một chữ y đấy, họ đánh sai ấy. United Kingdom là chỉ có một chữ y thôi. Họ đánh sai đấy. United, không phải United. 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 United Kingdom. Okay, next part. Rồi mình sẽ nghe nhá. Không còn thời gian nữa. Không có gì. Cái này về nhà bạn nghe lại cho mình nhá. Nghe lại cả ba bài xem họ phát âm từng từ như nào. Bởi vì cái bài này khá dài nên mình không thể đi kỹ từng phần được. Nhớ. Ok. So, the next part. So we have a small exercise. We're gonna circle. Can you circle the right answer? Nghĩa là ở đây mình có hai đáp án này, mà mình vừa đọc ba đoạn văn rồi. Bây giờ mình sẽ chọn đáp án đúng cho này. Chọn, so, mình start with number one. Đọc lên cho mình xong chọn luôn đó. The floating market opens in the morning. Morning, yeah. You can buy slakers. Slakers. Vậy snake rồi nhà mình vừa sửa rồi nhỉ? Slay, slay. Next. Slake. Slake. Slakes. Of the floating market. Yeah, very good. Silly. Silivia. Silivia. Often goes
to a bakery after school. Yeah. In the summer, Lily's family grows vegetables. Vegetables, yeah, very good. Lily gets her fruit from the garden. The garden, very good. Okay, so next part, I have some questions, so I'm going to ask and you're going to answer, okay? So can you tell me where does your mother go shopping for food? Where does your mother go? My mother goes shopping for food in the market. In the market? And supermarket. And supermarket, very good. The second question is, are there any markets in the town? What do they sell? Yes, they are. What do they sell? Họ bán gì nhỉ? They sell eggs. Eggs? Vegetables. Mm-hmm. Rice. Meat. And chicken. And chicken, okay. So they sell eggs. And meat. Vegetables. And no, no. Khi mình phát âm mình trả lời thì đánh giá cũng nhiều cũng ít nữa. Họ có bán một quả trứng, một cái chợ cũng chỉ bán một quả trứng đúng không? Một cái nhiều rau, một nhiều rau. Yeah. Okay, the next one. Do you have a garden in your house? Yes, I do. Do you have a garden in your house? Yes, do. Do you grow? Yeah, do you grow any vegetables in your garden? Yes, I do. Mm-hmm. So, okay, that's it. Okay, so the last part is about writing. So here, so you already like listen and read about some story of other friends. And now your turn. You need to write out about your place and the food. Nhớ, vừa rồi thì mình đã nghe các bạn ở trong video này mình nói rồi này, các bạn nói về gia đình, nói về các bạn địa điểm các bạn ý này, các bạn mua gì này. Thì bây giờ sẽ đến lượt của bạn, bạn sẽ viết cho mình một đoạn văn về việc là cái địa điểm yêu thích của bạn mua đồ ăn là gì, bạn sẽ mua những đồ ăn gì, rồi mà bạn thường mua hay là bạn hay mua hay như nào. Đây là con suy nghĩ của mình á. Mình cũng nghĩ cho mình một đoạn văn về việc bạn mua đồ ăn, bạn mua ở đâu, bạn mua cái gì, vì mục đích gì, hoặc nhà bạn có trồng rau hay trồng gì, là đây là bạn nghĩ ra cho mình và viết cho mình một đoạn văn. Thì cái này thì sẽ là để về nhà nhá. Về nhà bạn viết cho mình đoạn văn này, hôm sau mình sẽ kiểm tra dựa trên những cái đoạn văn mà mình đã được học ngày hôm nay để xem các bạn nói theo hướng nào, và dựa trên cái bản thân, nghĩa là cái trường hợp của bản thân mình, based on the case, and write out a story about what you want to buy and where you buy food, what you want to buy. Okay? You get it? Yes. Okay, cool. Nhớ nhá, về nhà biết mình đoạn văn này, thế là bài tập về nhà, đóng xong để kiểm tra. Chú ý này, khi mình viết, cố gắng đa dạng được cái từ, như là bạn mua cái, mua đồ ăn gì, đa dạng ra, bao gồm cả thịt này, rau này, hoa quả, đã đa dạng cái bài viết của mình ra, không dập khuôn, và chú ý đến cả ngữ pháp nữa nhé. Okay, good. But I think we're done today. Do you have any questions? Có câu hỏi đúng không ạ? No. Ok, rồi về nhà là trở về nhà nhé. Và nghe lại một lần nữa ba cái bài cho mình. À, cô cho em hỏi từ này. Ừ. Từ black.
là ở cái số 1 đấy bảo block. Block, ok. Có nghĩa gì ạ? Ok, bảo block nghĩa là cái từ block này là gần như là một cái bài viết cá nhân về cái bản thân mình. Nghĩa là block này là như kiểu như diễn tả như nào, nghĩa là một cái trang cá nhân và họ viết về bản thân mình. Như kiểu như là vlog, nghe sẽ là blog, là kiểu my blog, là như là một cái trang cá nhân mà mình viết về bản thân mình, là một câu chuyện của bản thân mình. Kiểu đơn giản bạn có thể nói là ngày hôm sau bạn khi mà bạn viết về cái bài của bạn ấy, bạn có nói là my blog and in my hometown như nào đó, nghe là câu chuyện của tôi, viết về bản thân tôi, thì sẽ là blog. Rồi, bạn có hỏi nó không nhỉ? Không. Rồi, chúng mình nghỉ ở đây nhá. Có câu hỏi gì mới mà trong quá trình mình ôn lại bài thì bạn nốt lại và hôm sau hỏi mình tiếp nhá. Vâng. Ok, rồi. Thank you for coming today. Bye. Thank you, bye bye. Mỗi chỗ đấy nè. Wow. Những từ kia con trai. Con trai rồi. Thế sao bảo y gì? Y gì? Tao biết là mày viết ra mà không biết nghĩa của nó mà. Mày học từ mới kiểu đấy à? Hả? Hả? Từ này thì cô nói luôn là nghĩa là khác rồi. Có cần gì mình hỏi nữa. Cha rồi còn gì nữa mà sao bỏ khác, ghi nó vào. Lúc đấy là cô nói con mới ghi vào mà. Ghi nó vào. Cha cá nhân. Ồ, hôm nay cô thì ở tập ở nhà là ngày 4. Thế sao bỏ y gì vào mày nhá. Mai tao kiểm tra cả từ mày cả ở bên này lẫn tiếng Anh học mãi nhá. Mày học từ mới kiểu đấy à? Không phải học xong có gì. Chán kìa. Ý gì mà mình cứ đọc là ngọc ngà họ hiểu. Nhà mày mẹ còn dạy cả một buổi chiều nữa mà để cô dạy không chắc thì chẳng biết gì cả. Mẹ ơi, mẹ sợ tăng rồi. Anh nhận hỏi cô cái gì chả biết hỏi gì. Anh ạ, em mình dụ hết ra rồi. Anh nè. Thằng mó. Em biết ra. Đâu, ra đây. À răng kia mà thôi. Giói kiểu món kia. Mọi người ơi. Mó con mó 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 mến. Nhật thì nó không không lắm. À. Đi ra. Em mó con. Dạ. What's up?
Cái gì?